Nam Mô Bích Tha dạ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Thắng Trung, kính chào Thủy Ngọc, N3. Dạ, sư vào sư có nghe được âm thanh của con, thì sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, trước khi con cung thỉnh Ngài, Ngài cho phép con bạch với Ngài một chuyện là từ tối hôm qua ở bên con á bạch Ngài, là thượng tọa Giác Đẳng có điện thoại cho con, nhờ con á là ngày hôm nay là thượng tọa Giác Đẳng bận việc lớp học nào đó, dạ ở bên cái tiểu bang nào đó, dạ con không có rành tiếng Mỹ nên con không dám nói. Dạ thì sư con có vào được ở trong lớp học Bích Tha Thăm Má để điều họp, nhưng mà sư có gửi những câu thảo luận qua email của con, sư nhờ con là thỉnh quý ngài điều họp giùm. Dạ mà con thì gọi điện cho ngài cũng không có được, mà con chỉ cầm mic để con nói, và nếu ngài có email thì ngài cho con cái email của ngài ở bên VM, và con sẽ để cho ngài, để cho thượng tọa Giác Đẳng gửi bài cho ngài xem trước, hoặc là nếu không thì một chút nữa con có hết thời gian ở bên này con có thể gửi bài qua VM của ngài. Dạ cái nào cũng được hết. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đầu trang thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi thuyết giảng cái bài học ngày hôm nay là bài số 4. Dạ là tấu hợp câu sanh trưởng duyên, và nếu con có nhớ sai thì ngài chỉ dạy lại. Và dạ, Nhật Quỳnh cũng mời kính mời Thắng Trung, gõ bài lên giúp cho đạo tràng được học được ạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học dư diệu pháp được an vui tiến hóa. Nhưng buồn của thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, trước hết thì xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết hôm nay thượng tọa Giác Đẳng không vô trung. Thực ra thì email của chúng tôi cũng không có mở thường xuyên để xem, không biết là nó có sự thay đổi như thế nào không, vì đã lâu quá rồi. Như vậy thì trước xíu là cô Nhật Quỳnh là quan hệ PM cho thầy sư cái bài học ngày hôm nay cùng với những cái câu thảo luận. Hôm nay đến ngày của thượng tọa Pháp Tân, sự điều hợp cũng được, hình như là thế nha. Cái VM này nè, VM ở trong con thóc này nè, hình như mình gửi thì em offline cũng được anh Phục.
không cần phải online phải không? Dạ, vậy tốt quá. Vậy cô Nhật Quỳnh cứ gửi offline đi. Rồi khi mà vào room cái tự nhiên tôi sẽ thấy cái đọc được. Có một vấn đề mà chúng tôi cũng muốn nói với vị chư Phật tử. Là dạo này cái sức khỏe của chúng tôi hơi kém. Hồi trước có thể là buổi sáng dạy, chiều dạy, tối vào trung thì không sao. Còn bây giờ thấy ban ngày đi dạy xong nghỉ ba tiếng hồ sao mà cũng vẫn mệt như thế. Xong ra là mệt. Cho nên khi mà chúng ta học ở trong học duyên hệ trong ngày thứ bảy, chúng ta nhất là cái ngày mà chúng tôi phải điều họp như ngày hôm nay chẳng hạn, thì chúng ta học đến 7 giờ kém 15 phút nữa thôi. Thì như vậy để có cái thời gian đi qua rừng lớp Phật Pháp của Thầy Thomas. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua học cái bài tổ hợp. Con xin trưởng duy. Khi mà chúng ta học về duyên tổ hợp đó, chúng tôi cũng nhắc lại là chúng ta trước là phải nắm ba phần. Một là chúng ta phải nắm duyên gốc cho nó rõ. Duyên gốc cái chi pháp năng sở như thế nào chúng ta phải ôm lại. Kế tiếp là chúng ta phải nhớ biết cái duyên gốc đó. Nếu mình nói theo đồ đề tam, tam đề thiện, nói theo tam đề thiện thì nó gồm có bao nhiêu khẩu yếu tri cho cái duyên đó. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta phải biết rằng là cái duyên gốc đó nó thuộc về giống khổ sanh là cái giống duyên nào. Khi chúng ta biết được ba cái điểm đó rồi thì chúng ta mới lấy sắc bộ khổ yếu trì trong duyên gốc
rồi chúng ta mới tìm ra cái duyên ngọn tấu hợp với cái duyên gốc. Để khách chúng ta học gì? Lần trước chúng tôi cũng đã có nhắc rồi, nhưng mà bây giờ nhắc lại để cho các học viên chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái chỉ pháp của duyên gốc, ôn lại, được gọi là vô sinh trưởng duyên. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng trưởng nó có nhiều cảnh trưởng, một cảnh tiền sinh trưởng, nhưng mà có cái gọi là câu sinh trưởng sang cha ta thiên tí sa phà gác. Thì câu sinh trưởng xa cha ta thiết bà tiết bà chị giá, có bốn cái pháp mà được gọi là pháp trưởng ta thiết bà tiết. Dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Trưởng có nghĩa là nổi trội, nổi bật. Hay là chủ đạo ở trong cái pháp này. Chúng ta lấy cái ví dụ như là giỏi giang gì, nhưng mà về cái ý muốn mạnh quá cho nên họ làm được cái việc đó, thì họ được thành công cái việc đó là do nơi dục làm trưởng, tức là cái sự ước muốn, cái ý muốn, cái hoài bão, cái lý tưởng. Thì đó chúng ta gọi là dục trưởng. Dục trưởng ở đây tức là tâm sở dục thành đạt Chetasika. Thứ hai là cần trưởng, cần trưởng có nghĩa là lấy cái sự tinh tấn làm nổi trội, làm chủ đạo, lấy sự siêng năng chăm chỉ. Thí dụ như cái câu người ta nói cần cù nó buồn thông minh, người đó không có thông minh lắm, và người đó cũng không có thiết tha gì lắm cái chuyện đó, nghĩa là không có cái hoài bão gì, nhưng mà công việc nào giao cho anh ta thì anh ta có trách nhiệm, anh ta siêng năng, anh ta nỗ lực làm, thì vậy cuối cùng thì cũng thành công, thành tựu công việc thôi. Thì cái công việc mà được thành công đó, đối với anh chàng này thì lấy cái sự siêng năng anh làm trưởng, cho nên chúng ta gọi là cần trưởng. Đúng ra thì khi mà nói đến dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, thì thẩm trưởng để sau cùng, nhưng mà chúng tôi
bốn chi pháp thì dễ hiểu đó. Thì chúng ta nói dục trưởng là sở, tâm sở dục, cần trưởng là tâm sở cần, tâm trưởng nói thẩm trưởng thì là sở, tâm sở trí, trí tuệ, rồi sau đó mới nói đến tâm trưởng sau. Người tâm trưởng tức là nói đến cái trí tuệ. Thí dụ bây giờ người đó khi làm cái công việc đó họ không có cái hoài bão mạnh, họ không phải có sự siêng năng lắm, nhưng vốn cái công việc của họ hãy nói làm là phải dùng trí để cho dùng trí suy nghĩ cái cách nào làm để nó thành tựu. Thì cái đó gọi là lấy trí làm trưởng. Rồi thẩm trưởng ở đây đó, tâm trưởng ở đây là chỉ cho tâm động lực. Có hai nhân hoặc là ba nhân tương ứng, chúng ta gọi là động lực tâm nhân. Hai tâm si thì chỉ có nhất chân là vướng được, cho nên bỏ ra. Thì như vậy chúng ta còn 84 tổng động lực cá nhân. Thì dục trưởng, cần trưởng, thẩm trưởng, tâm sở dục, tâm sở cần, tâm sở trí là thuộc về hạnh muốn. Còn tâm trưởng ở đây là thuộc thức muốn. Như vậy thì trong một cái sát na tâm động lực sinh khởi, thì trong sát na tâm đó nó có hành quẩn làm trưởng, hoặc là có thức quẩn làm trưởng. Mà pháp nào làm trưởng thì nó trợ cho các quẩn còn lại. Như chúng ta cũng nói thêm cái chi pháp ở đây, tức là cái pháp làm trưởng này, dục hoặc cần hoặc thẩm hoặc tâm động lực. Hay khi làm trưởng thì nó trợ, chẳng những nó trợ cho danh pháp được sanh trong một sát na tâm, nó trợ luôn sát tâm nữa. Nói về phần đó rồi phần một biết. Cái khía cạnh thứ hai chúng ta nói về cái duyên gốc theo của ý tri. Thì câu sanh trưởng duyên nói theo tâm đề thiện thì nó được 7 câu ý tri, là câu sanh trưởng duyên thiện trợ thiện, câu sanh trưởng duyên thiện trợ vô ký, câu sanh trưởng duyên thiện trợ thiện và vô ký. Bất thiện, câu sanh trưởng duyên bất thiện trở bất thiện, câu sanh trưởng duyên bất thiện trở vô ký, và câu sanh trưởng duyên bất thiện trở bất thiện là vô ký. Thứ bảy gọi là vô ký trở vô ký. Thì ở đây khi mà chúng ta nói câu sinh trưởng năng duyên thiện, câu sinh trưởng năng duyên vô ký, thì chúng ta lấy đủ bốn chữ
Nhưng mà con sinh trưởng mà nói về bất thiện thì chúng ta không có lấy trí, còn bất thiện không có lấy trí. Cái tâm sở trí tuệ đó, nó chỉ có ở trong, nó chỉ là pháp bất thiện, pháp ấy là pháp thiện, pháp vô vi thôi. Cho nên khi mà nói đến pháp bất thiện, câu sinh trữ của pháp bất thiện thì chỉ có sở dục, tâm sở dục, tâm sở cần với 10 cái tâm động lực, 28, 26 dục trưởng, cần trưởng và thẩm trưởng của bất thiện. Bây giờ chúng ta lại nói vào khía cạnh thứ ba, là bây giờ chúng ta trình bày về cái duyên ngọn để tấu hợp với cái duyên gốc theo cái khía cạnh chỉ pháp, là bốn trưởng trợ cho động lực, đa nhân và sự tâm và sắc tâm. Thì ở đây chúng ta nhớ câu sinh trưởng nó thuộc về giống câu sanh, câu sinh trưởng thuộc về giống câu sanh sa cha ta cha tí, bởi vì năng sở đồng sanh với nhau và năng lớn trội để mà nó làm để mà nó làm năng duyên trợ cho sở duyên. Lớn trội hơn nhưng mà trong câu giống câu xanh có 15 duyên, nhưng ở đây tại sao chỉ lấy có 12 duyên? Chúng ta bỏ ra ba duyên nào? Ở đây nè, trước nhất là vì chúng ta lấy duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên, thì câu sinh trưởng duyên là một trong ba, trong 15 năm, trong 15 duyên, một trong 15 duyên. Do đó cho nên chúng ta đã lấy làm duyên gốc rồi thì như vậy chúng ta không có kể vào cái duyên ngọt. Như mà trong 14 duyên còn lại thì chúng ta trừ ra hai duyên nào đây mà nó không tấu hợp được với câu sinh trưởng? Thì ở đây trong giống câu sanh thì có cái câu sanh nghiệp duyên, mà câu sanh nghiệp duyên này năng duyên là sở tư, sở tư thì không có dính dấp gì tới dục trưởng, cần trưởng hay thẩm trưởng hay tâm trưởng, cho nên không thể được, cho nên chúng ta loại trừ câu sinh nghiệp duyên.
Chúng ta loại trừ ra thiện na duyên. Bởi vì thiện na duyên đó, năng duyên đó là tầm tứ hỷ thọ nhất hành. Thì chúng ta thấy năng duyên của thiện na duyên, cái chi pháp của nó không có dính chấp gì với câu sinh tưởng duyên dục cần tâm thấm cả, cho nên chúng ta loại bỏ ra. Mặc dù nó hai duyên đó nó cũng thuộc giống câu sinh, nhưng mà không lấy được. Còn câu sinh tưởng duyên thì hiện nó đang làm duyên gốc để tính xem cái duyên ngọn tố hợp với nó, cho nên chúng ta không kể. Thì như vậy một duyên đang làm gốc và hai duyên thì nó không có ăn khớp, nó không có ăn khớp với chi pháp của duyên gốc, cho nên bỏ ra. Thì chúng ta bỏ ra ba thì còn lại 12 là hai duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên. Hôm nay chúng ta nói chuyện như là muốn hết cái năng lực là sao? Cái máy này nó chạy nhiều quá cho nên dần dần nó cũng hết hơi. Trên đường đến đâu thì hãy đến đó. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã trình bày về chi pháp duyên gốc, nói đến bảy câu y tri của duyên gốc rồi, chúng ta về tổng quát về 12 duyên như ngọn ở trong giống cầu xanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm duyên thuốc tấu hợp theo chi pháp. Một là chúng ta lấy cái cầu yêu trì cầu sinh trưởng duyên thiện trợ thiện, câu sanh trưởng duyên thiện trợ thiện, tức là bốn trưởng thiện. Khi mà nói đến bốn trưởng thiện thì quý vị phải hiểu là sở dục trong tâm thiện, sở cần trong tâm thiện, sở trí trong tâm thiện, và chỉ là và thập và tâm trưởng ở đây là tâm động lực thiện. Bốn trưởng thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp trừ cái pháp đang làm trưởng. Đó là chi pháp của con sinh trưởng duyên thiện trợ thiện. Trường hợp này thì chỉ có 10 duyên tốt hợp thôi. Nhân duyên tốt hợp được với con sinh trưởng duyên là ở chỗ là sở trí. Sở trí thuộc về nhân vô si, và sở trí đó nó cũng thuộc về thẩm trưởng, cho nên nó ăn khớp cái chi pháp. Nhưng mà bây giờ nhân duyên mà nó tố hợp với khổ sinh trưởng duyên ở khía cạnh là thiện trợ thiện đó, thì chi pháp nó tố hợp ở chỗ là sở hữu trí trợ cho 33 tâm thiện tâm nhân. Tâm thiện tâm nhân có nghĩa là tâm mà có đủ vô tham vô sân vô si,
trợ cho 33 tâm thiện tâm nhân cùng 37 sân Phật trường trí, bởi vì trí đang làm trưởng. Rồi thứ hai là câu sinh duyên. Câu sinh duyên thì có chi pháp tổ hợp, có sinh trưởng nè. Câu sinh duyên trưởng thiện trợ thiện thì nói tứ trưởng thiện, bốn trưởng thiện nó trợ cho thọ quẩn thiện, hành quẩn thiện, thức quẩn thiện, đồng sanh trong sát na, tức là tâm thiện, sở hữu dục, sở hữu cần, sở hữu trí, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sao hợp. Thì cái trường hợp này gọi là câu sinh trưởng cũng được, gọi là câu sinh duyên cũng được. Cho nên cái đó chúng ta gọi là câu sinh duyên, nó tấu hợp với câu sinh trưởng duyên ở cái chi pháp này. Rồi câu sinh đi duyên cũng giống như vậy, câu sinh hiện hữu duyên cũng giống vậy, câu sinh bất linh duyên cũng giống vậy, tương ưng duyên nó tấu hợp cũng giống như vậy, hữu tương duyên tấu hợp cũng giống như vậy. Để thì dễ quá. Thứ tám là danh vật thực duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên thiện trợ thiện ở cái khía cạnh chi pháp là 37 tâm thiện trợ cho 38 sở hợp. Đơn giản vậy thôi. Tại sao? Tại vì danh vật thực 37 tâm thiện này nó thuộc thức thực, và 37 tâm thiện là thức thực. 37 tâm thiện đó nó cũng là tâm trưởng đang khớp chi pháp từ đó. Đây là chi pháp tấu hợp mà danh vật thực duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên ở cái câu thiện trợ thiện. Thứ chín là câu sinh quyền duyên. Câu sinh quyền duyên ở đây cũng có chi pháp tấu hợp với câu sinh trưởng duyên thiện trợ thiện ở cái nhóm chi pháp là ý quyền, tức là tâm thiện, tấn quyền, tức là cần trưởng, tuệ quyền, vị trí tri quyền, nhĩ tri quyền và phụ tri quyền, tức là thuộc sở trí. Như vậy thì câu sinh quyền duyên nó tấu hợp với câu sinh trưởng duyên ở ba pháp trưởng là tâm trưởng, cần trưởng và thẩm trưởng thôi. Dục trưởng không có, bởi vì không có dục quyền, trong hàng hai quyền có dục quyền. Thì ba cái chi pháp là động lực thiện, sở cần, sở trí trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Trường hợp này chúng ta gọi chi pháp tấu hợp với khổ sinh duyên, khổ sinh trưởng duyên thiện trợ thiện. Thứ 10 là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên có chi pháp tổ hợp với khổ sinh trưởng duyên thiện trợ thiện, nó chỉ cái khía cạnh thôi, là sở cần, sở trí,
trợ cho ba mấy tấm thiện cùng ba cảnh sợ. Vì sao vậy? Bởi vì sở hữu cần đó, nếu nó theo đủ đạo duyên thì nó là chánh cần, nó là chi đạo thì chánh cần. Mà sở hữu cần đó nếu mà nói theo khía cạnh con sinh trưởng thì nó là thẩm trưởng. Sở hữu trí, nếu nói theo đồ đạo duyên thì nó là chính kiến. Mà sở hữu trí mà nếu nói theo con sinh trưởng thì nó là thẩm trưởng. Do đó cho nên đồ đạo duyên mới có chi pháp tấu hợp với con sinh trưởng duyên thiện đời thiện, là lấy sở hữu cần sở hữu trí trợ cho ba bảy tâm thiện cùng ba tánh sở hợp. Dễ lắm thưa quý vị. Học duyên hệ nên không khó, nó chỉ khó về bước đầu chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa và chi pháp của tình duyên mà Đức Thế Tôn thuyết. Khi chúng ta chỉ vô Aramana chúng ta chỉ vô, lúc bắt đầu chúng ta hiểu được cái đó rồi thì chúng ta mới tính theo đồ đề ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta học là chúng ta chỉ lấy một đầu đề tam, một đầu đề thiện trong 22 đầu tam đề, 22 đầu đề tam, chúng ta chỉ lấy một tam đề thôi. Chúng ta lại bỏ qua 100 nhị đề tổng hợp đến. Thì như vậy chúng ta cũng còn những cái vấn đề khác là chỉ có trí của bậc A-la-hán chánh đẳng giác nhất thiết chủng trí này nó suy xét tận cùng là từng chi pháp. Quý vị thấy là ngài suy tư, ngài suy tư và thứ nhất như thế đó, mà suy tư nhiều vấn đề như thế đó. Chúng ta thấy cái trí của Đức Thế Tôn thật là khủng khiếp. Cái còn phạm phu chúng ta, nội chúng ta suy nghĩ 24 hoặc 27 duyên, mà chúng ta chỉ suy nghĩ trong cái tam đề thiện không đó, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, cũng đã đủ mệt cho chúng ta rồi. Đừng nói chi mà chúng ta suy xét duyên hệ mà tam đề thọ hay là tam đề quả hoặc là tam đề lưu tầm, chúng ta vô lĩnh vực đó thì chúng ta cũng sắp đối chết nữa. Ngày xưa khi mà chúng tôi tu chỉnh cái tạng diệu pháp đến cái bộ thứ bảy này, trong thời gian chúng tôi ngã bệnh hoài, bởi vì cái đầu của mình như vậy, suy nghĩ không, nó không bị nổ tung lên cũng là may lắm. Nhưng mà phải hết, phải đi xuyên hết cái bộ Bát Thánh Á, cái bộ Maha Bát Thánh Á ở trong tạng diệu pháp. Bây giờ chúng ta chỉ qua cái này thì cũng dễ khó. Cái đó chúng ta mới học ở câu đầu, bây giờ chúng ta đi. Và câu thứ hai, câu thứ ba, câu sinh trưởng duyên thiện trợ vô ký, thì di pháp nó chỉ là bốn trưởng thiện trợ cho 17 sắc tâm thôi.
Trường hợp này có 9 duyên tốt hợp. Hồi nãy chúng ta lấy 10 duyên, nhưng mà trong 10 duyên đó, cái duyên nào mà không thể là danh trợ sắc được đó, thì chúng ta bỏ ra. Chúng ta được 9 duyên là nhân duyên, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, câu sinh bất tương duyên, thứ bảy là danh hoặc thực duyên, thứ tám câu sinh quyền duyên, thứ chín là đồ đạo duyên. Thì bây giờ chúng ta biết rằng nhân duyên khi mà nó tấu hợp với câu sinh thưởng duyên ở thiện đều vô ký, thì chúng ta lấy cái chi pháp là tâm sở trí tuệ, sở trí trợ cho mình vẽ sắc tâm. Khi sở trí trợ cho mình vẽ sắc tâm cũng có nghĩa là thẩm trưởng trợ cho mình vẽ sắc tâm. Nói như vậy để quý vị mường tượng, quý vị hiểu là duyên gốc là câu sinh trưởng duyên thiện trợ vô ký, thì cái duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên thiện trợ vô ký là nhân duyên, tức là nhân tương ưng trí trợ cho 17 sắc tâm. Trường hợp thứ hai, câu sinh duyên có chi pháp tấu hợp của sinh trưởng duyên thiện trợ vô ký là tâm thiện, sở dục sở cần và sở trí trợ cho 17 sắc tâm. Thì trường hợp này chúng ta gọi là danh quẩn thiện trợ cho 17 sắc tâm. Thì trong danh quẩn thiện đó, tâm thiện thuộc về tâm trưởng, sở dục thiện gọi là dục trưởng, sở phần thiện gọi là phần trưởng, sở trí tuệ gọi là tâm trưởng trợ về vẽ của tâm, hợp chi pháp được đó. Câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, câu sinh bất tư thì chi pháp cũng giống y chang vậy. Còn ở thứ bảy thì danh vật thực duyên tấu hợp với câu sinh trưởng duyên ở cái chi pháp thiện trợ vô ký là chỉ cho 37 tâm thiện trợ về bể sắc tâm. 37 tâm thiện đây nếu mà nói danh vật thực duyên thì nó là thức thực, mà nếu mà chúng ta nói câu sinh trưởng thì nó là tâm trưởng trợ cho về bể sắc tâm. Còn câu sinh quyền duyên á thì có chi pháp có tấu hợp với câu sinh trưởng duyên thiện trợ vô ký làm qua bảy tâm thiện sở cần sở trí. Câu sinh quyền duyên, câu sinh quyền á mình nói về 37 tâm thiện tức là ý quyền. Nếu mà nói theo câu sinh trưởng thì nó là tâm trưởng. Sở cần mà nói theo quyền thì là tấn quyền, nói theo trưởng, câu sinh trưởng thì nó là cần trưởng. Sở trí là tuệ quyền, nói theo câu sinh trưởng thì nó là thẩm trưởng trợ cho quyền để tập năng khớp với chi pháp. Còn độ duyên thì sở cần sở trí trợ cho 17 sắc tâm, có nghĩa là chánh tinh tấn, chánh tư duy nó trợ cho 17 sắc tâm, và cũng có nghĩa là cần trưởng thẩm trưởng trợ 17 sắc tâm. Chúng ta học qua câu thứ ba, câu sinh trưởng duyên thiện trợ thiện vô ký, cái này chúng ta gom chung lại hai trường hợp trên, câu 1, câu 2. Thì đây bốn trưởng thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 sở hỗn hợp và 17 sức tâm.
chúng ta gom chung lại bốn trưởng thiện đây là danh, trợ 37 tâm thiện cùng 38 sở học là cũng trợ cho danh, và 17 sắc tâm thì gọi là sắc, danh trợ danh là sắc. Trường hợp này có 8 duy tố hợp. Nhân duyên thì chúng ta cũng lấy sở trí trợ cho danh quẩn thiện và trợ cho sắc tâm, nó ăn khớp với câu sinh trưởng duyên ở chỗ là thẩm trưởng trợ cho pháp động lực thiện tăng dân cùng với sắc tâm. Câu sinh y duyên thì có đủ bốn trưởng thiện, tâm thiện, sở dục, sở cần, sở trí, trợ 37 tâm thiện cùng 17 sắc tâm. Câu sinh y cũng giống vậy, câu sinh hiện cũng duyên cũng giống vậy, câu sinh bất ly duyên cũng giống vậy. Vì danh vật thực duyên đó, thì ở đây cái chi pháp mà tấu hợp với câu sinh trưởng duyên ở chỗ là 37 tâm thiện, vì đó là thức thực. Chúng ta lấy thức thực trong danh vật thực duyên, thức thực này tức là nó trùng khớp với câu sinh trưởng duyên ở chỗ là câu sinh trưởng duyên thiện trợ thiện vũ ký, nó trùng khớp ở chỗ là thâm, là tâm trưởng, tâm trưởng trợ cho 37 sở hợp và 17 sắc tâm. Còn câu sinh quyền duyên có chi pháp tấu hợp với trưởng duyên ở chỗ là 37 tâm thiện, tức là ý quyền, sở cần, tánh quyền, sở trí, là tuệ quyền trợ cho 37 tập thiện cùng 38 sở hợp vui vẻ tâm. Nó tấu hợp, vì sao tấu hợp? Vì nó ăn khớp ở chỗ là tâm trưởng, tâm thiện đây là tâm trưởng, sở cần là cần trưởng, sở trí là thẩm trưởng. Như vậy thì tâm trưởng tức là ý quyền, mà cần trưởng là tấn quyền, và thẩm trưởng là tuệ quyền. Cũng trở gì? Rồi chúng ta nói đến đồ lợi duyên thì di pháp tấu hợp với câu sinh trưởng thiện trợ thiện là vũ khí, là sở cần sở trí, anh thuộc về chánh định tấn, chánh chánh kiến, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp 17 sắc tâm. Thì sở cần ở đây tức là chánh định tấn, thì nó trùng khớp bên kia là cần trưởng, nó tấu hợp được. Sở trí ở đây là chánh kiến, thì nó trùng khớp với câu sinh trưởng duyên, là vì câu sinh trưởng duyên sở trí nó là thẩm trưởng, nó trợ cho pháp thiện cùng với 17 tâm. Gì hôm nay chúng ta chỉ học 3 câu thôi, còn 4 câu còn lại để tuần sau là nói đến bất thiện trở thiện, bất thiện trở vô ký, bất thiện trở vô thiện vô ký, và vô ký trở vô ký. Thôi thì bây giờ quý vị xin cung thỉnh chắc có lẽ là thượng tọa Minh Hạnh đang ở trong cái lớp Phật pháp của Thượng Tâm Mát để truyền giới. Bây giờ quý vị chú ý thỉnh đại đức Pháp Tính phúc chúc cho rung Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú thay mặt hội chúng ở trong rừng, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tiểu Siêu đã thuyết giảng ở Phật vừa rồi. Pavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutanu pavena sarasvati pavantu te. Pavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammanu pavena sarasvati pavantu te. Pavatu sabba mangalang rakkhantu
Còn tu đây ta sập bà sẵn khá nụ bà quê nạc sở đà sô thi Phật hoàn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thứ mình thay, chúng con kính tri ân, thường tọa, tuệ sư thường tọa minh hạnh đức đức tính, cùng chư tôn đức đang vào râm chứng minh cho chúng con được hòa trì uy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng tấm danh hồi hướng. Dạ đê quá pa sâm tí na ra hoa khi ni Phụ phê gà rê bồ phí gà rê tà hình tà hình Tà thâm ma đà đê na phá hoàn tu vũ chi tà Xót thịnh ca con tế thay hà ra măng đà lê Hê ra cha mát cha cha